cục công an có phải không gì, gì à gì à gì, gì? nghe tôi nói đã tôi giải thích đã buông ra mà buông ra tôi biết bây giờ chị mất lý trí rồi nhưng mà những gì vừa nghe thấy là nói dối không phải sự thật đâu nói dối sao không phải sự thật sao Tôi chính tay nghe được Mẫn Châu và cô đã làm gì với hiểu vội nhà tôi là chính tôi nghe được đó. Cô muốn lừa dối tôi sao? Tôi sẽ dạy trần ra tất cả. Gì à? Gì à? Gì? Gì à? à gì?

mẹ à con đã tới rồi gì chứ ở đâu bệnh viện hả mẹ mẹ ơi mẹ 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 ơi mẹ. mẹ buông ra buông ra mẹ mẹ ơi mẹ làm gì vậy mẹ mẹ mà mất ra đi mẹ ơi mẹ mẹ con là mẹ hiểu nhuận nè mẹ, mẹ, mẹ ơi mẹ mẹ ơi mẹ mẹ ơi mẹ 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 mở mất ra đi mẹ ơi mẹ mẹ ơi mẹ mẹ tại sao lại như vậy mẹ 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 mở mắt ra đi mẹ <laughs> làm sao đây bây giờ làm sao đây <laughs> dạ tôi biết rồi cô đừng lo lắng nữa tôi sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa đừng để xảy ra chuyện gì Mau chóng sắp xếp một chuyện ổn thỏa đi Xe gây tai nạn là của tôi Còn người lái xe là chủ quản trương Tuyệt đối đừng để người khác biết Một lát nữa Nói sao đi Về một mình sao Về giúp gì đâu rồi Không đuổi kịp Bước luận như thế nào Cô cũng phải đưa bãi về đây cho bằng được Bà ấy mà nói chuyện cô vẫn châu ra ngoài Thì tính sau đây là ai làm ra chuyện nông nổi như vậy còn giả vờ lo cho tôi hay sao cái gì hay là anh sợ cả anh cũng tiêu đời luôn chứ gì bây giờ không phải là lúc nổi giận lung tung nữa đâu một lát nữa mẹ vợ và anh hai về đây chúng ta phải mau tìm điều bà ấy bất luận dùng cách gì cũng phải bịt miệng bãi lại hoặc là mua chùa bãi im miệng tôi đây cảm thấy chuyện bịt miệng anh lại còn quan trọng hơn là bịt miệng gì ấy lại đó dù là uy hiếp hay là mua chuột đi nữa em có biết mua chuột có hiệu quả hơn uy hiếp thế nào không khi em uy hiếp anh anh đã xử lý thế nào em cũng nhìn thấy rồi vậy thì vấn đề của gì anh tin em cũng sẽ xử lý tốt thôi anh ra ngoài đó mẫn châu đây giống như em nói phải làm người ba tốt vậy đó cho dù làm bộ cũng phải làm cho tốt chứ <laughs> sao có chuyện đó sao đã nói là phải mà con đã tới tiệm bánh chị phụng tiên vội giả chạy đi con hỏi tại sao nói là tối qua cô thông gia qua đời rồi có chuyện gì vậy chứ ờ, bà thông gia bị bệnh gì hay sao không phải là bệnh mà là tai nạn qua đời vì tai nạn giao thông đó Ôi, người ta vẫn thường nói trong một đêm không biết sẽ xảy ra được chuyện gì mẹ cũng phải cẩn thận có rất nhiều tên chạy xe ẩu lắm đó Người đụng vào gì giúp gì Không phải là anh mà là người khác Như vậy Vậy là sao chứ Chiếc xe đó cũng đã sửa lại rồi Máy camera xung quanh Cũng đã bị tôi quỷ hết rồi Ý tôi nói Không có chứng cứ cho thấy là anh đã làm chuyện đó Anh cứ yên tâm đi Quay bên là tổ trưởng chỉ thị sao phải vậy không anh chỉ cần giữ kín chuyện này là được coi như không nghe thấy không nhìn thấy vì vụ tai nạn đó như vậy sẽ tốt cho anh hơn đã hiểu rồi chứ anh anh nghe nói gì chưa cô thông gia qua đời rồi anh anh không sao chứ ờ, sao vậy bị đã kích sao em cũng bất ngờ như vậy huống hồ là anh anh à anh không sao chứ anh không sao chứ cô giúp việc nghỉ việc rồi sao dạ Hôm qua khi chủ tịch và phu nhân ra ngoài Đã lấy đồ đi rồi à. Vì ấy còn nhờ tôi chuyển lời Xin lỗi bà chủ Vì đã không thể nói với bà chủ Thật ra xin nghĩ Cũng không cần đột ngột như vậy Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Nếu như mẹ lo lắng Con sẽ kêu người đi hỏi thăm Xem có chuyện gì hay không Ờ Cho dù không phải là người như vậy Không nói một tiếng bỏ đi Chắc chắn là có lý do gì đó Nếu chúng ta ra mặt hỏi thăm Có thể là sẽ làm cho gì ấy càng khó xử hơn không phải sao? Vậy à. Em đã xử lý gì giúp việc đó rồi sao? Xử lý anh nói vậy nghĩa là gì chứ Thì có ý gì nữa Bịt miệng bà ấy đó Chỉ có như vậy thôi Bà ấy tự dọn đồ đi Xem ra em Cũng đã xử lý rất tốt rồi Anh cũng phải cảm ơn em rồi đó Đúng vậy Chuyện của dì ấy đã kết thúc thật rồi Cho nên anh đừng lo nữa Tóm lại sẽ không gây tổn thức gì cho anh là được rồi mà Anh có thể hiểu chuyện em uy hiếp anh Anh cũng sẽ giúp em che giấu chuyện đó không che giấu thì làm sao trong tay của anh nắm chuyện của mẫn châu rồi mà bởi vậy chúng ta phải cư xử tốt với nhau đi dù sao thì ngồi chung một con thuyền sao phải đấu đá với nhau chứ có phải không hả đúng vậy chúng ta không nhất thiết phải chết chung đâu <laughs> bác gái bác gái tôi nghiệp biết làm sao đi <laughs> làm sao đi em phải để hạ chính nhập vào công ty hay sao trong hiệp ước chiến lược quảng cáo cũng không nói người đoạt giải sẽ được nhận vào đây làm việc Hàng chính nhầm cũng không có ý về mặt này đâu Vì cô ấy đoạt giải Mà đã tưởng cô ấy vào đây em cảm thấy không đúng Đâu phải quỷ bỏ ân huệ cho người đoạt giải Chỉ là cho thêm ân huệ thôi Sẽ không có chuyện gì đâu Nếu như là vấn đề không có kinh nghiệm Vậy thì trải qua giai đoạn thực tập là được rồi Em đừng lo Bất cứ chuyện gì hết Giám đốc phát nghĩ sao Đúng vậy Quan trọng nhất là chúng ta còn phải xem ý kiến của cô hàng chính nhầm nữa. Nếu như cô ấy muốn thực sự tới công ty của chúng ta, chuyện cô ấy vào tổ thiết kế em hoàn toàn đồng ý với quyết định của anh. cái gì Tán thành sao à, Chẳng lẽ lại đứng về phía em Phản đối cô ấy vào công ty vô điều kiện sao Em muốn như vậy hả Đúng vậy Phải như vậy mới được Nếu như anh có lương tâm Thì anh phải giúp tôi Phải đứng về phía của tôi chứ Anh Đang đứng về phía em đâu Cái gì Nếu như có anh cũng phản đối Đô Tuấn Thái Đô Tuấn Thái sẽ làm sao đây Theo anh nghĩ Nếu như mà anh phản đối chuyện này Thì nhất định Đô Tuấn Thái Sẽ cho Hà Chính nhậm vào công ty vô điều kiện nhưng mà nếu như anh cho hàng chính nhậm một cơ hội để có thể Thì kêu hàng chính nhậm không vào công ty là được rồi Hiểu ra rồi sao Bây giờ biết anh đến gì phía em rồi chứ Được có gì chuyện này mà muốn nhận được lời cảm ơn từ tôi nha <laughs> Đô Huệ Vân có thể cân cản được hàng chính dặm vào công ty này hay không đây? Đợi mà xem. Đã liên lạc rồi sao? Dạ. Chủ tịch kêu tôi lập tức liên lạc với hàng chính nhầm. Bình thường cái cô làm việc sao không nhanh như vậy chứ? Còn cái chuyện vô dụng này thì cô lại làm quá nhanh. Tôi xin lỗi. Ôi. Vậy rồi sao? Cô ấy nói gì chứ? Cô ấy bây giờ không thể nghe điện thoại. Tôi đã nhờ bạn cô ấy chuyển lời rồi. Bạn sao? Chính nhầm vào ừ, lúc đẩy người của công ty gọi điện thoại tới cho cậu đó. Chính nhậm Phụng Tiên Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Xin chuyển qua hộp thư thoại Không nghe điện thoại Hình như cũng không có ở nhà Như vậy là sao đây Có chuyện gì không nhỉ Ôi. Anh Ở trước cửa nhà em Gì Bạn gái Như vậy là sao đây Coi phản ứng của em là phải rồi Bạn gái đâu Ôi, Không phải đâu Anh đáng sai rồi Em không có quen bạn gái Thật sao Thật sự không có ừ đúng vậy không phải quen nhau là thích sao hay là em yêu đơn phương vậy <laughs> em thích ai chứ vừa nãy em mới nói là cái gì vậy hả cô gái khiến cho em quan tâm lo lắng đó không phải lúc nãy vừa mới đi gặp hay sao em chọn cô gái thế nào anh cũng sẽ không phản đối nhưng mà hy vọng em hãy lựa chọn cẩn thận dùng tội nghiệp và đồng tình qua lại với một cô gái đối với em và cô gái đó cả hai đều không phải là chuyện tốt đâu cô gái khiến cho em quan tâm lo lắng đó không sao chứ anh chứ cô ấy thật sự đúng là khiến cho người ta lo lắng hàng chính nhậm tới trễ vậy không phải có chuyện gì chứ mình lo lắng và quan tâm hàng chính nhậm không lẽ mình đã thích cô ấy rồi sao À, không thể nào không thể nào đâu ơi à, mình đang nghĩ cái gì vậy ơi à. à, 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 à. cậu đây làm cái gì vậy hả à, à, thiếu gia về rồi biểu diễn vẫn chưa kết thúc <laughs> biểu diễn không phải anh muốn hiểu nhuận vui hơn sao <laughs> nè con làm vậy cho con bé vui sao cái này gọi là dạy dò con bé đó xin lỗi hiểu nhận nha chú không ngờ chú ấy là như vậy làm như vậy hả em đã chuẩn bị nhiệt tình lắm rồi đó đừng có như vậy xem thử một chút đi hả à. nè sẽ làm dơ mắt tôi đó à, sao vậy vậy là sao đây suốt ngày ở nhà cả ngày bà ngoại à ờ bà đây mẫn châu du học sao con muốn đi du học bà cho nên bà hãy khuyên mẹ con cho con đi du học đi hả bà thấy mẹ con không đồng ý đâu bà có nói mà mẹ con không có nghe <laughs> phải đó bà nếu như thật sự muốn vậy đừng tìm bà hãy thuyết phục bà ngoại đang sống với con đi lời của bà ấy có giá trị hơn lời mẹ con đó bà không có ở nhà không có nhà hôm nay là ngày đi làm từ thiện sao nè vậy là bây giờ chỉ có một mình con sao mẫn châu Bà đến rồi đây Bà tới rồi M Muốn chơi gì với bà đây Con có thể chơi gì với bà Con sẽ tự chơi một mình Bà cũng tự chơi một mình đi Nè Mẫn Châu à Nè Ôi, Con nhỏ này thật là Y hệt như mẹ nó Không có một chút tình người Ài. Được thôi Nếu như mà đã đến đây rồi thì mình tự chơi một mình vậy <laughs> thật là Sở thích thật đặc biệt. À, quần áo cũng vậy. Mình rất cao thượng. Có cần biểu đạt ra không? À, thật là... À, quả sĩ cái gì chứ? Ngồi ở đây làm ra vẻ sao? À, dùng viết lông. Tô chút màu nước quơ qua quơ qua lại từng nét từng nét ơ à, ơ à, ơ à. ơ à, à, à. à, à, khoan khoan đã lại Là làm sao đây ở à, à, trời làm sao đây làm sao đi? Phải lấy bao nhiêu tiền mới được chứ? Năm mươi ngàn được không? Mẹ à, dù anh và chị dâu đã ly hôn, năm mươi ngàn quá đáng quá. Lấy tiền rồi còn bị chửi. Nếu như năm mươi ngàn Thôi được đó... rồi, một trăm ngàn, một trăm ngàn vậy. Nè, được rồi chứ? Bởi vậy chúng ta mỗi người một nửa đi cùng là đến cúng chiến thì phải cùng bỏ tiền ra mới được chứ ôi trời ơi tông gia chuyện này là sao đấy sao lại ra đi vào hư vô như vậy con dâu à con dâu con dâu à chắc là con chắc là con con cảm thấy đau lòng lắm chắc là buồn nhiều lắm phải không cảm ơn mẹ đã đến ôi trời ơi cảm ơn gì chứ đương nhiên là phải đến rồi nếu như mẹ mà không đến thì ai đến nữa ôi trời ơi con dâu con dâu của tôi ôi trời đất ơi con dâu à mẹ thật là ai mà nhìn thấy còn tưởng quan hệ thông gia rất tốt nữa đó Hử? nói là sẽ không có mẹ chồng nào tốt như vậy đâu mẹ đâu có biết bảy ra đi đột ngột như vậy chứ à cho nên mới khóc ôm sòm lên vậy thấy có lỗi hả tới nhà tang lễ không lẽ phải cười lên sao tâm trạng của mẹ cũng không được tốt cho lắm đây ờ nhưng mà tại sao anh không giữ tang lễ tuy là đã ly hôn nhưng dù gì cũng là bà ngoại của hiểu nhuận phải đi thăm hỏi chứ anh con nó tự biết lo Hơi... sao vậy không đi dự tăng lễ sao anh cảm thấy đi không nổi <laughs> tại sao chứ anh không có mặt mũi nào để đi hết chuyện là do anh làm <laughs> vậy thì càng phải đi đến đó đừng có để cho mình bị nghi ngờ chuyện gì cũng phải cho rõ ràng Bao đi ra ngoài với em đi xuống xe đi quay bân chỉ là tới chia buồn thôi mà vào trong hỏi thăm một chút sau đó hết để ít tiền lại là được rồi. Sao vậy? Con không mau đi đi, <laughs> <laughs> phim88.com xin ân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này <laughs> tới rồi sao tới rồi sao lại không vào trong đi đứng đây làm gì dù gì thì cũng đến rồi thì cũng phải vào trong hỏi thăm đi chứ <laughs> thật sự xin lỗi nhưng mà con không thể kết thúc cuộc đời mình như vậy được nếu như con có chuyện mẹ hiểu nhuận và cả hiểu nhuận nữa sẽ không có ai chăm sóc con cũng hết cách rồi xin mẹ giờ hãy hiểu cho con xin hãy tha thứ cho con Anh đi đây. Sao rồi? Anh làm có tốt hay không? Ừ. Vào trong xe chính nhậm, anh đi trước đi gặp mẹ hiểu nhuận để làm gì anh sợ em làm gì trong đám tang hay sao tại vì công ty có chuyện cần truyền đạt thôi đừng có lo lắng anh về trước đi chính nhậm mà đi ăn một chút gì đi nếu không thì cậu đi ngủ một chút cậu cứ như vậy là có chuyện đó cậu làm ơn nghe lời mình đi mà mình không sao đâu cậu đi nghỉ đi nè đây là đâu mà lại cô đừng có lo tôi có chuyện muốn tới gặp chính nhậm đây cái gì cô thiệt tình muốn chọc tức người chết cho nên tới đây sao sao có thể chứ nếu như tôi biết gì ra đi như vậy thì tôi sẽ không làm gì đâu tôi đến đây giếng tang thôi chắc cô và dì không quan ngân tôi lắm chúng ta ra ngoài nói chuyện đi vào công ty vì hỏi chuyện này mới tới tang lễ của mẹ tôi sao tôi rất tiếc khi phải nói chuyện này ở tang lễ nhưng mà tôi cảm thấy mau chóng làm rõ sẽ tốt hơn đề nghị vào công ty coi như cô từ chối sao có thể đi như vậy chứ phải nói chuyện rõ ràng cút đi cô không phải là người tôi không muốn nói nữa ý của cô là cô sẽ không vào công ty có phải không cô nói đi nếu như đã ra đây thì lấy đồ của mẹ cô đi đi là đồ trong phòng của dì ấy Tại vì tài xế quên kéo dây kéo lại thôi Làm bể khung hình của cô rồi Coi như là tôi